Viên giấm táo hữu cơ Apple Cider Vinegar 1200mg là sản phẩm rất tốt cho người ăn kiêng. Sản phẩm chứa nhiều axit amin thúc đẩy chuyển đổi chất, giảm mỡ thừa, giúp giảm cân, duy trì vóc dáng săn chắc. Xuất xứ, Mỹ. Thương hiệu, Nature. Chút quy cách, hộp 180 viên. Đối tượng nên sử dụng: người béo phì lâu năm khó giảm, người có nhiều mỡ bụng, mỡ máu cao, người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Cách sử dụng: ngày uống 2 viên cùng bữa ăn. Nên uống thêm nhiều nước, không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em, không dùng chung với thuốc hạ đường huyết hoặc thuốc tim mạch. Hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn đang uống bất cứ thực phẩm chức năng nào.